mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết là tôi đang ở Mã Lai, và khi mà tôi vừa hạ cánh xuống Mã Lai thì tôi vội vàng đi ra những cái xóm gọi là xóm ăn hàng rong, hoặc là đi ra chợ để tìm lại những cái thú vui của mình, là ăn cơm bình dân, là ăn những cái món dân dã của Mã Lai. Và tất nhiên là tôi đã rất là vui thú. Thế nhưng mà nó có một cái điều nó xảy ra, nó chẳng vui cho mấy, rằng là lần trước cách đây có mấy tháng thôi thì các hàng rong đều bán những món của họ vào khoảng từ 8 đến 9 ringgit. 8 đến 9 ringgit là vào khoảng 2 đô, tức là vào khoảng 45, 48 ngàn, 50 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng mà thưa các bạn, lần này đấy thì chúng tôi rất là ngạc nhiên là các món đó, nó đã sang đến 11 ringgit, tức là từ 8, 9 lên 11, đôi khi 12. Và tất nhiên là nếu mà mình tính ra đó thì nó đại khái nó là nó tăng khoảng 20% trong 4 tháng. Các bạn ạ, cái điều đó là một cái điều rất bình thường thôi, nhưng mà cái điều mà tôi thấy đáng nói để chia sẻ với các bạn đó, đó là khi bạn đi đâu chăng nữa, khắp cái thành phố này, khắp cái nước này, thì đâu và cũng thấy là chỉ có cái giá đó thôi. Tức là nói tóm lại một cách rất là ngắn gọn, thì cả nước này tất cả những hàng rong nó bán cùng giá hết, và nó không cạnh tranh nhau trên cái giá biểu. Có nghĩa rằng là bạn đi hàng nào thì bạn cũng ăn cái bữa của bạn vào khoảng 10 đến 12 ringgit, tức là đại khái là hơn 2 đô la một chút. Bạn ạ, mình phải nhìn vào cái hiện trạng ở trong nước mình thì mình thấy cái gì? Mình thấy rằng là chính sách của hàng rong hay của bất cứ một cái sự buôn bán nào, một cái giao thương nào, đều đặt trọng tâm vào cái sự hạ giá. Và không những đã hạ giá mà sau đó lại còn mua một tặng một, đôi khi tôi còn thấy một tặng hai nữa. Đấy, cái đó thì hiếm hơn. Thế nhưng mà mình vẫn thấy. Thế thì các bạn ạ, rõ ràng là ở bên Mã Lai người ta định một cái giá nào đó để cho mọi hàng rong đều sinh sống. Tức là những cái người thu nhập thấp, họ được sinh sống không có chịu một cái áp lực nặng quá. Đấy. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì cái áp lực nó nặng quá, bởi vì chúng ta xuống giá không ngừng, chúng ta cạnh tranh nhau khách hàng không ngừng để xuống giá. Thế rồi sau đó thì chúng ta gỡ bằng chất lượng. Các bạn ạ, khi mà bạn ăn ở Mã Lai đó, cho dù nó là hàng rong, chất lượng nó tốt. Mà bằng chứng là cái gì? Bằng chứng là chung quanh các chợ, chung quanh các cái hàng rong có rất nhiều siêu xe, người ta đậu lại và người ta ngồi xuống ăn bền bệt, và người ta ăn một cách rất thích thú. Những cái người này là những cái người mà người ta có thể trả cho bữa cơm 100 lần như thế, nhưng mà họ vẫn thích ăn hàng rong, là bởi vì họ biết là hàng rong tương đối tốt lành. Có một lần tôi hỏi hàng rong bên Mã Lai rằng anh có bỏ bột ngọt không? Bảo có chứ, tôi xin phép là nói rõ là bỏ bột ngọt, nhưng mà nếu mà anh không thích ăn có bột ngọt, tôi làm ngay cho anh một cái món không có bột ngọt thì nó hơi nhạt một tí, nhưng mà ít nhất là nó chiều được anh là anh không ăn bột ngọt. Họ thành thật như vậy đấy, họ nói rõ tất cả cái gì mà họ cho vào để cho mình ăn được. Cho nên là họ giữ được cái uy tín với tư cách là hàng rong. Bạn ạ, chúng ta dần dần chúng ta cũng phải đi tới cái một cái thể chế mà tất cả những món ăn buổi sáng sẽ phải chung quanh vào khoảng 30-40 ngàn, tất cả những bữa trưa sẽ phải đi tới vào khoảng 50-60 ngàn. Tại vì những người, mình cứ bảo rằng người nghèo là những người đó chứ ai nữa, những người bán hàng rong chứ ai nữa. Thế thì chúng ta hãy tạo nên một cái thể chế tinh thần mới, là để cho chúng ta sẵn sàng trả đắt hơn một bữa cơm. Và nếu mà tất cả mọi bữa cơm buổi sáng đều 40 ngàn hoặc 50 ngàn, thì cái điều mà nó xảy ra một cách rất là tất nhiên là chất lượng sẽ lên cao. Tại vì họ không cạnh tranh bằng giá nữa. Bạn đi ăn ở chỗ nào cũng 40-50 ngàn,
thì họ không cạnh tranh nhau bằng giá nữa, mà họ sẽ cạnh tranh nhau bằng chất lượng, bằng cái tư duy phục vụ. Chứ họ không có cạnh tranh nhau bằng cách là ăn gian tí thịt, ăn gian tí rau, ăn gian tí bột ngọt, ăn gian tí cái bột nào đó, tôi không biết. Có lẽ chúng ta phải đi thế đấy. Nhưng mà bây giờ tôi lại xin phép nói về nông dân. Các bạn nông dân cũng vậy. Các bạn bán rẻ quá, xong rồi các bạn than là các bạn ở trong thành phố, thành phần nghèo. Không phải đâu các bạn ạ. Các bạn đừng cạnh tranh nhau bằng giá biểu nữa, mà hãy tính xem là một người nông dân mà, đấy nhá, tôi xin nói nhá, một người nông dân mà sống đầy đủ trong gia đình, gặp bệnh tật thì cũng có một chút tiền dự trữ để chữa bệnh, rồi phải cho con đi học nữa chứ. Thế các cháu đi học thì thôi, mình quên cái chuyện đại học đi, nhưng mà ít nhất là cũng phải học xong lớp 12 chứ. Thế các bạn ạ, hiện thời đó tôi được biết nhiều nông dân không có đủ cái khả năng để mà cho con đi học, huống chi là nói chuyện đến đại học. Thôi, nói chuyện ngắn thôi. Chúng ta đừng cạnh tranh nhau bằng giá nữa, bởi vì cái đó nó chẳng có lợi cho ai cả. Và bạn ạ, nó cũng chẳng có lợi cho người giàu hay người trung lưu nữa. Bởi vì người ta, những người này đấy, họ chỉ mong ăn uống tốt lành thôi, chứ họ không muốn tiết kiệm 5.000 trên món ăn đâu. Thế còn cho thành phần nghèo thì bạn ạ, người nghèo chính là người bán chứ không phải là người mua đâu. Thế thành ra mình định một cái giá mà mình nghĩ rằng là mọi người đều hài lòng với chất lượng, nhưng mà thấy vẫn là giá mẫu mực để cho cái cuộc sống nó được bớt áp lực cho người bán, và nó cũng tốt lành cho người mua. Bạn nhé, bạn nghe tôi đi, mình phải thay đổi cái thể chế buôn bán hạ giá, phá giá hoặc là hy sinh giá, bỏ đi nhé. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây